Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, như vậy là ở tiết học trước chúng ta đã cùng cô tìm hiểu xong hình ảnh của nhân vật Lão Hạc. Đó là một lão nông có cuộc đời và số phận đầy đau khổ và bất hạnh. Tuy nhiên ở lão lại sáng lên bao phẩm chất đáng quý, là hiện thân tiêu biểu của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Và trong câu chuyện Lão Hạc này thì cũng còn có một nhân vật nữa mà chúng ta cần phải chú ý, đó là hình ảnh của nhân vật Ông Giáo. Vậy thì khi mà tìm hiểu về nhân vật Ông Giáo thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái vấn đề gì xoay quanh nhân vật này? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu 3 vấn đề chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vai trò của nhân vật Ông Giáo. Thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái thái độ tình cảm của Ông Giáo đối với Lão Hạc trong câu chuyện này như thế nào. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái suy nghĩ của Ông Giáo ở trong câu chuyện. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu những cái yếu tố 1, những cái vấn đề nội dung 1. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vai trò của nhân vật Ông Giáo. Vậy thì ở trong câu chuyện này Ông Giáo có vai trò như thế nào? Qua lời nói của Ông Giáo với Lão Hạc thì chúng ta thấy Ông Giáo là một người như thế nào? Ông Giáo và Lão Hạc đã có những cái điểm nào chung? Thì chúng ta thấy rằng ở trong câu chuyện này thì Ông Giáo vốn có một cái nghề, đó là nghề dạy học. Đó. Và ông chính là cái người mà chứng kiến, tham gia và kể lại câu chuyện. Vai trò đầu tiên đó chính là cái người chứng kiến, tham gia và kể lại câu chuyện. Và vai trò thứ hai đó là gì? Ông Giáo là một cái trí thức nghèo, sống giàu tình thương và lòng tự trọng, được mọi người kiêng nể. Và ông Giáo là cái người hàng xóm gần gũi, thân thiết với Lão Hạc. Cả hai cùng có chung những cái nỗi đau khổ của sự nghèo túng, phải bán đi những vật quý giá nhất của chính mình. Nếu như Lão Hạc đã từng phải dứt ruột bán đi cái cậu vàng thân thiết của mình, thì ông Giáo cũng đã từng phải bán đi những cái quyển sách quý mà ông đã không nỡ bán nó đi. Còn có 5 quyển sách quý ông không nỡ bán nó đi, nhưng cuối cùng vì bệnh tật, vì phải lo cho cái cảnh nghèo túng của gia đình mà ông phải bán nốt. Đó là cái chỗ gần gũi và làm cho hai người láng giềng này thân thiết với nhau. Đó chính là vai trò của nhân vật Ông Giáo. Vậy thì ở trong câu chuyện này, cái thái độ tình cảm của Ông Giáo đối với Lão Hạc được thể hiện trong chuyện như thế nào? Đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu thái độ tình cảm đối với Lão Hạc của Ông Giáo. Khi mà nghe Lão Hạc kể chuyện bán chó này, khi thấy Lão Hạc xa lánh mình này, khi nghe kể Lão Hạc xin bả chó của Binh Tư, và cuối cùng là khi chứng kiến cái chết của Lão Hạc, thì diễn biến thái độ tình cảm của Ông Giáo ra sao? Đó, nào, chúng ta thấy rằng cái thái độ tình cảm đối với Lão Hạc của Ông Giáo đó là một cái sự phát triển càng ngày càng cảm thông sâu sắc hơn. Bắt đầu là khi mà nghe Lão Hạc kể chuyện bán chó. Đầu tiên là khi nghe Lão Hạc kể chuyện bán chó thì ban đầu cái phản ứng đầu tiên của Lão Hạc đó là của Ông Giáo đó là gì? Ban đầu thì Ông Giáo thờ ơ và dửng dưng. Ông Giáo đã từng so sánh cái việc mà lão quý con chó không thể nào bằng cái việc mà mình quý những cái quyển sách của chính mình đó. Và sau đó khi mà biết được toàn bộ câu chuyện về Lão Hạc thì Ông Giáo đã có sự thay đổi về cái thái độ. Đó là gì? Khi nghe cái câu chuyện của Lão Hạc thì Ông Giáo đã từng thốt lên rằng: Lão Hạc ơi, bây giờ tôi đã hiểu tại sao Lão lại không muốn bán con chó vàng của Lão. Lão chỉ còn một mình nó để làm khuây. Tức là lúc này thì Ông Giáo đã có sự hiểu và thông cảm cho Lão Hạc. Đó. Rồi Ông Giáo đã từng muốn ôm choàng lấy Lão mà òa lên khóc. Ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc và ái ngại cho cái hoàn cảnh của Lão Hạc. Đó chính là cái sự ái ngại và xót thương cho tình cảnh của Lão Hạc. Đó. Và khi mà Lão Hạc bán chó rồi thì Ông Giáo đã hết lòng an ủi bùi ngùi chia sẻ. Đó là gì? Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu. Và lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt? Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác. Đó, an ủi. Rồi tôi bùi ngùi nhìn Lão, đó là gì? Kiếp ai cũng thế thôi cụ ạ, cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? Đó, rồi tôi sung sướng hơn chăng, vân vân. Đó là những cái lời mà Ông Giáo an ủi bùi ngùi chia sẻ với Lão Hạc.
Và thứ hai là khi thấy lão hạt xa lánh, từ chối mọi sự giúp đỡ của chính mình, thì chúng ta xem là ông giáo đã có phản ứng như thế nào, có thái độ ra sao. Đó là gì? Lão từ chối một cách gần như là hách dịch, và lão cứ xa tôi dần dần. Lão không hiểu tôi nghĩ vậy và tôi càng buồn lắm. Những người nghèo nhiều tự ái vẫn thường như thế, họ dễ tủi thân nên rất hay chạnh lòng, ta khó mà ở cho vừa ý họ. Như vậy thì cái thái độ của lão hạ, của ông giáo khi mà thấy lão hạc xa lánh, từ chối sự giúp đỡ của mình, đó là cái thái độ buồn và nghĩ rằng lão hạc đã không hiểu mình. Đó. Và thứ ba, đó là khi mà ông giáo nghe kể lão hạc xin bả chó của Binh Tư, thì chúng ta xem là ông giáo đã có cái thái độ như thế nào. Đây, lão hạc ơi, lão hạc, thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như thế ấy, một người đã khóc vì chót lừa một con chó, một người nhịn ăn để tiền lại làm ma bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Một câu hỏi tu từ đã được bật ra, đó là gì? Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để kiếm ăn ư? Cuộc đời cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Đó. Như vậy thì cái tâm trạng của ông giáo khi mà nghe kể lão hạc xin bả chó, đó là gì? Đó là cái tâm trạng ngạc nhiên, cái thái độ ngạc nhiên, ngỡ ngàng, buồn và thất vọng. Và cuối cùng khi mà chứng kiến cái chết đầy đau đớn và dữ dội của lão hạc, thì chúng ta xem là ông giáo đã có thái độ như thế nào. Ông giáo đã phải thốt lên rằng đó là gì? Không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn hay vẫn đáng buồn, nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Đó. Nhưng nói ra làm gì nữa lão hạc ơi. Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt, lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão, đến khi con trai lão về tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn. Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn. Cụ thà chết chứ không chịu bán đi một xào. Đó. Như vậy thì cái thái độ của ông giáo đó là gì? Đó là khi chứng kiến cái chết của lão hạc, thì ông giáo đã cảm động, hứa trước vong linh của lão hạc làm tròn những điều mà lão gửi gắm. Đó. Từ tất cả những cái chi tiết này, những cái thái độ tình cảm của ông giáo dành cho lão hạc này, thì chúng ta có thể nhận ra đó là cái sự đồng cảm xót thương cho cái hoàn cảnh của lão hạc, luôn tìm cách giúp đỡ, an ủi và tỏ lòng quý trọng cái nhân cách lão hạc của ông giáo. Và ở trong câu chuyện này thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái câu văn, đoạn văn nói lên suy nghĩ của nhân vật ông giáo. Vậy thì chúng ta xem là những cái suy ngẫm đó thì thể hiện điều gì, có ý nghĩa như thế nào. Đó. Nào, chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái suy ngẫm, suy nghĩ của ông giáo khi mà nói chuyện với vợ. Thứ nhất là khi ông giáo nói chuyện với vợ. Thứ hai là khi nghe Binh Tư kể chuyện lão hạc xin bả chó để bắt chó. Và cuối cùng thứ ba là khi chứng kiến cái chết của lão hạc. Trong từng tình huống một này thì ông giáo đã có những cái suy ngẫm gì? Đó. Nào, thứ nhất là chúng ta sẽ theo dõi cái suy nghĩ của ông giáo khi mà ông nói chuyện với vợ. Đó là gì? Cái tình huống được đưa ra đó là ông giáo đã nói chuyện lão hạc, kể chuyện lão hạc với vợ của mình, thì thị đã gạt phắt đi. Đây, cho lão chết, ai bảo lão có tiền mà chịu khổ? Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ? Nhà mình có sung sướng gì mà giúp lão? Chính con mình cũng đói. Thì ông giáo đã có một cái suy nghĩ, đó là gì? Cha ơi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi, toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn. Không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương. Vợ tôi không ác nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỷ che lấp mất. Đó. Đây, đây là cái suy nghĩ của nhân vật ông giáo khi mà nói chuyện với vợ. Đây là một cái lời triết lý xen lẫn cái cảm xúc trữ tình xót xa của Nam Cao. Với cái triết lý trữ tình này thì Nam Cao thứ nhất là đã khẳng định một thái độ sống, một cách ứng xử mang tinh thần nhân đạo. Đó là gì? Đó là cần phải quan sát,
phải suy nghĩ đầy đủ về những con người hàng ngày sống quanh mình, cần phải nhìn nhận họ bằng cái lòng đồng cảm, bằng đôi mắt của tình thương. Đó, cái vấn đề đôi mắt này đã trở thành một cái chủ đề rất sâu sắc, nhất quán ở sáng tác của Nam Cao, mà sau này chúng ta từng bắt gặp trong các tác phẩm như là Đời Thừa, như là Trăng Sáng, như là Chí Phèo, hay là chính tác phẩm Đôi Mắt. Đó, ông cho rằng con người chỉ xứng đáng với danh nghĩa con người khi biết đồng cảm với mọi người xung quanh, khi biết nhìn ra và trân trọng, nâng niu những cái điều đáng thương, đáng quý ở họ. Đó. Và thứ hai là chúng ta thấy nhà văn muốn nêu lên một phương pháp đúng đắn, sâu sắc khi mà đánh giá con người. Đó là gì? Đó là chúng ta cần phải biết tự đặt mình vào cảnh ngộ cụ thể của họ, thì chúng ta mới có thể hiểu, chúng ta mới có thể cảm thông đúng cho họ. Và ở tình huống thứ hai, đó là khi ông giáo nghe Binh Tư kể chuyện lão Hạc xin bà chó để bắt chó, thì chúng ta thấy cái thái độ và cái suy nghĩ của ông giáo đã diễn biến ra sao. Thì chúng ta thấy đó là gì? À, chúng ta theo dõi ở trong sách giáo khoa trang 44, cái tình huống được đưa ra đó là: một hôm tôi phàn nàn việc ấy với Binh Tư. Binh Tư là một người láng giềng khác của tôi. Hắn làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão Hạc, bởi vì lão lương thiện quá. Hắn bĩu môi và bảo: lão làm bộ đấy. Thật ra thì lão chỉ tâm ngầm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu. Lão vừa xin tôi một ít bả chó. Tôi chố to đôi mắt ngạc nhiên. Hắn thì thầm: lão bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão, lão định cho nó sơi một bữa, nếu chúng lão với tôi uống rượu. Đó. Hỡi ơi lão Hạc, thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như thế ấy, một người đã khóc vì chót lừa một con chó, một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến làng xóm láng giềng. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư. Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Đó. Thì chúng ta thấy rằng đó là gì? Cái chi tiết mà ông giáo nghe Binh Tư kể chuyện lão Hạc xin bả chó này, nó là một cái chi tiết đánh lừa. À, là một cái chi tiết đánh lừa. Đã chuyển ý nghĩ tốt đẹp của ông giáo và người đọc về với lão Hạc sang một cái hướng trái ngược hoàn toàn. Đó là gì? Đó. Và khiến cho cái người đọc bị đánh lừa rằng lão Hạc vốn là một cái người lương thiện, mà bây giờ chỉ vì cùng đường lại trở thành một cái kẻ mà chuyên đi ăn trộm giống như là Binh Tư. Đó. Cũng xin bả chó để đánh trộm chó giống như là Binh Tư. Và khiến ông giáo phải thốt lên rằng đó là gì? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. À, cuộc đời cứ mỗi ngày quả thật một thêm đáng buồn. Đáng buồn vì sao? Đáng buồn vì cuộc đời, vì cái nghèo đã làm đổi trắng thay đen, đã biến người lương thiện như lão Hạc trở thành một cái kẻ trộm cắp, tha hóa và cùng đường. Và đây đã khiến cho cái tình huống của câu chuyện được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đó, đẩy lên đến đỉnh điểm. Và khi chứng kiến cái chết của lão Hạc thì sao? Đó, cái tình huống thứ ba được đặt ra đó là khi chứng kiến cái chết của lão Hạc, thì ông giáo lại thốt lên rằng: không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn, nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Vì sao mà ông giáo đang tự nhiên, đang ban đầu ông giáo nói rằng cuộc đời cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn, rồi bây giờ ngay sau đó, ngay lập tức ông lại phủ định, đó là gì? Không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. À, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn vì sao? Vì không có gì hủy hoại được cái nhân cách, nhân phẩm của người lương thiện như lão Hạc, để ta có quyền hy vọng và tin tưởng vào con người. Đó. Cuối cùng thì lão Hạc vẫn giữ được cái phẩm chất trong sạch của mình. Không phải là lão Hạc xin bả chó để đánh bắt chó, mà lão Hạc đã xin bả chó để tự tử. Đó. Và mới dẫn đến cái vế thứ hai là gì? Hay vẫn đáng buồn, nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Hay vẫn đáng buồn, nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Vì cái người tốt như lão Hạc mà hoàn toàn vô vọng, phải tìm đến cái chết như một sự tự giải thoát, tự nguyện và bất đắc dĩ. Đó. À, đây chính là những cái triết lý, những cái suy ngẫm của nhân vật ông giáo. Vậy thì qua thái độ, tình cảm và diễn biến tâm trạng của ông giáo đối với lão Hạc đã cho ta thấy ông giáo là một người như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng ông giáo ở trong câu chuyện này là một cái người mà vô cùng hiểu đời,
kiểu người giàu lòng nhân ái và vị tha, biết cảm thông, biết trân trọng mọi người. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô tìm hiểu xong hai hình ảnh nhân vật chính ở trong câu chuyện này, đó chính là nhân vật Lão Hạc và nhân vật ông giáo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần ba la mã, tổng kết lại những giá trị về nội dung và nghệ thuật của văn bản. Thứ nhất là về giá trị nội dung, truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao đã thể hiện được chân thực và cảm động số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất cao quý tiềm tàng của họ. Đồng thời cũng thể hiện được cái tấm lòng yêu thương trân trọng của tác giả đối với người nông dân. Và văn bản Lão Hạc của nhà văn Nam Cao cũng là một cái văn bản mà giàu giá trị nghệ thuật. Ở đây đó là gì? Đặc biệt ở đây đó chính là cái nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật của nhà văn Nam Cao, kết hợp với cái cách kể chuyện giản dị tự nhiên, giọng điệu đa dạng và vô cùng linh hoạt. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đến với phần cuối cùng, phần 4 la mã. Chúng ta sẽ cùng cô đi làm các bài tập vận dụng. Với bài tập thứ nhất như sau. Bài này là một bài tập khá dài gồm có 4 phần, 4 phần nhỏ ABCD. Đó, phần thứ nhất đó là gì? Câu 1 cho đoạn văn sau. Mặt lão đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc. Ý thứ A có hỏi đó là gì? Lão ở đây là ai? Nêu xuất xứ của đoạn văn trên. Đây, mặt lão đột nhiên co rúm lại thì lão ở đây là ai và nêu xuất xứ của cái đoạn văn này? Đáp án B, nhân vật lão ở đây khóc vì cái lý do gì? Qua giọt nước mắt ấy thì ta hiểu thêm được gì về con người ấy? Ý C, liệt kê các từ tượng hình, tượng thanh trong đoạn văn và phân tích tác dụng của chúng cùng với những cái từ ngữ giàu sức gợi khác trong việc khắc họa chân dung nhân vật. Và cuối cùng đó là ý D, từ giọt nước mắt của nhân vật trong đoạn văn trên, em hãy viết một đoạn văn có dung lượng khoảng 10 câu bàn về sự cần thiết của lòng trắc ẩn trong cuộc sống hiện đại. Đó, đây là một cái câu gồm, một cái bài tập gồm có 4 phần nhỏ. Nào bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu. Lão ở đây là ai, nêu xuất xứ của đoạn văn trên? Thì lão ở đây chính là nhân vật Lão Hạc ở trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Đó, nào đây chúng ta sẽ cùng xem đáp án. Đúng rồi. Nào ý thứ hai đó là gì? Có hai lý do để Lão Hạc khóc. Thứ nhất là lão đã khóc cho cái chết của con vàng do chính mình gây ra. Lão Hạc đã bán đi con vàng, đồng nghĩa với việc là con vàng sẽ phải bị giết thịt. Tức là Lão Hạc đã gián tiếp đã dẫn đến gây ra cái chết của con chó vàng. Thứ hai là lão khóc vì bản thân mình đã lừa chính cái người bạn thân thiết của mình. Lão Hạc đã nói đó là gì? Thì ra tôi già thế này rồi mà vẫn còn lừa một con chó, mà còn nỡ lừa một con chó vì mình đã hành động không đúng với lương tri lương tâm của chính mình. Đó. Và cái giọt nước mắt của Lão Hạc đã cho ta thấy lão là một người có tâm hồn nhân hậu, giàu tình yêu thương, có lòng tự trọng sâu sắc. Đó là giọt nước mắt của nỗi ân hận và sự sám hối. Đó, đây là ý nghĩa của cái giọt nước mắt ở trong đoạn văn mà chúng ta vừa tìm hiểu. Và cuối cùng đó là phần D. Và cuối cùng tiếp theo đó là phần C, đó là gì? Xác định các từ tượng thanh, từ tượng hình và nêu tác dụng của chúng trong cái việc mà khắc họa chân dung nhân vật. Đó, thì chúng ta thấy được rằng nó là gì? Cái miệng móm mém của lão mếu như... Thì cái miệng móm mém là một cái từ tượng hình. Đó, từ tượng hình. Thế còn lão hu khóc thì cái từ hu hu là một từ tượng thanh. Nó kết hợp với hàng loạt những động từ như là những cái mặt lão thì đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại, ép cho nước mắt chảy ra, cái đầu lão ngoẹo vào một bên. Đó, những cái từ tượng hình, tượng thanh kết hợp với những cái động từ này có tác dụng đó là gì? Nó đã khắc họa được cái diện mạo khắc khổ, những nỗi đau đớn hẳn lên trên gương mặt của Lão Hạc. Và thứ hai đó là tác giả đã cho chúng ta thấy đó là ẩn sâu bên trong cái thân xác già nua ấy vẫn là một tâm hồn nhạy cảm, giàu tình yêu thương và lương tâm trong sạch. Diện mạo hiện lên qua đoạn văn là của một cái người đã phải chịu đựng quá nhiều những cái nỗi đau. Đó, nay đang phải cố gắng đè nén nỗi đau của mình để tiếp tục sống và chuẩn bị cho những dự tính tiếp theo, những dự tính sắp tới đó là cái chết của chính mình. Đó. Đó chính là cái phần C, liệt kê ra các từ tượng thanh, tượng hình cũng như là nêu tác dụng của chúng trong việc khắc họa nhân vật. Và cuối cùng đó là phần D, chúng ta tìm hiểu đó là gì? Viết một cái đoạn văn khoảng 10 câu để nói về cái vai trò ý nghĩa của cái lòng trắc ẩn trong cuộc sống hiện đại. Thì cái ý đầu tiên chúng ta phải trả lời được là thế nào là lòng trắc ẩn? Lòng trắc ẩn là gì? Thì lòng trắc ẩn, thứ nhất là chúng ta giải thích.
Lòng trắc ẩn là một cái phẩm chất cao đẹp, đáng quý, giúp cho con người thấu hiểu, yêu thương nhau, giúp cho người gần người hơn, xã hội nhân văn hơn. Đó. Và tuy nhiên thì xã hội hiện đại với guồng quay công nghiệp và công nghệ có nguy cơ làm cho con người xa nhau hơn, núp sau không gian ảo với những giao tiếp không chân thực, sống thờ ơ vô cảm. Đó, đây là cái hiện thực trong xã hội hiện đại. Đó. Cho nên chúng ta càng cần thiết phải giữ vững cái lòng trắc ẩn trong cuộc sống này. Đó. Đây chính là những cái gợi ý cơ bản nhất mà cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm cái phần mà chúng ta viết đoạn văn. Chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang bài tập thứ hai. Bài tập thứ hai có nội dung như sau. Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ và chuyện ngắn Lão Hạc, em hiểu thế nào về cuộc đời và tính cách của người nông dân trong xã hội cũ? Đó. Văn bản Tức nước vỡ bờ và chuyện ngắn Lão Hạc là cái văn bản, hai cái văn bản mà chúng ta vừa mới tìm hiểu xong. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm, chúng ta sẽ hiểu như thế nào về cuộc đời và tính cách của những cái người nông dân trong xã hội cũ. Chúng ta thấy những cái người nông dân trong xã hội cũ ở trong hai cái văn bản này tiêu biểu hiện lên, đó là hình ảnh của nhân vật chị Dậu và hình ảnh của nhân vật Lão Hạc. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cuộc đời và tính cách của hai cái nhân vật này, đó là gì. Nếu như đề mà yêu cầu như thế này thì chúng ta có thể viết thành một bài văn hoặc một đoạn văn. Một bài văn hoặc một đoạn văn. Nếu như chúng ta viết thành một đoạn văn thì chúng ta sẽ triển khai theo một cái trình tự như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nêu khái quát được cái nội dung của câu hỏi, của cái vấn đề mà đặt ra ở cái đề bài này. Sau đó là chúng ta sẽ đi lần lượt giải thích. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đi đưa ra cái lời kết luận của chính bản thân mình. Đó. Và viết một bài văn thì cũng tương tự như vậy. Đó. Thì đầu tiên, đối với cái phần đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định được rằng từ đoạn trích Tức nước vỡ bờ và chuyện ngắn Lão Hạc thì cái người đọc đã thấy được cái tình cảnh túng quẫn, nghèo khổ cùng đường, cũng như là cái phẩm chất tính cách của tầng lớp nông dân bần cùng trong xã hội thực dân nửa phong kiến. Đó là cái lời nhận xét khái quát nhất. Sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào từng yếu tố. Thứ nhất là khi mà nói về cuộc đời, nói về cuộc đời thì đây là những cái số phận thật nghiệt ngã, thương tâm, nghèo khổ, bần cùng trong xã hội thực dân nửa phong kiến. Cái nghèo khổ cùng cực trước cảnh sưu thuế tàn nhẫn như gia đình chị Dậu phải bán con, phải bán chó và đẩy người ta vào cái cảnh khốn quẫn như là nhân vật Lão Hạc. Đó. Thứ hai là nói về tính cách. Nói về tính cách. Đó. Thì chúng ta thấy được rằng cũng từ các tác phẩm này thì ta thấy được vẻ đẹp tâm hồn cao quý, lòng nhân hậu, sự hy sinh với người thân như thế nào. Ở Tức nước vỡ bờ, đó là cái sự nhẫn nhịn, sự hy sinh vì chồng, vì con, và cũng là sức mạnh phản kháng của con người khi bị đẩy đến bước đường cùng. Và còn ở cái chuyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao thì đó là ý thức về nhân cách, về lòng tự trọng trong nghèo nàn và khổ cực. Đó. Và tóm lại thì chúng ta thấy được rằng nó là gì? Như vậy nếu vẻ đẹp tâm hồn của chị Dậu là sức mạnh của tình thương yêu, của tiềm năng phản kháng, thì vẻ đẹp của Lão Hạc lại là vẻ đẹp của nhân cách, giống như một thanh âm trong trẻo giữa những bản đàn, giữa một cái bản đàn mà các phím đàn đều hỗn loạn xô bồ. Đó, đó chính là cái phần hướng dẫn của cô đối với cái bài tập thứ hai này. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô tìm hiểu xong trọn vẹn văn bản Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Cô chúc chúng ta có một sức khỏe tốt, học tập tốt. Hẹn các em ở những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.